Hello, hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Như Quỳnh đến từ IELTS Fighter đây. Và chào mừng tất cả các bạn đã đến với project tháng 8 này của IELTS Fighter, có tên gọi là Win Myself, chiến thắng bản thân mình. Project này chúng mình tạo ra là để giúp cho mọi người có một những cái routine hàng ngày, hoặc là có những cái thói quen hữu ích ở trong mùa dịch, để giúp mọi người vừa có cơ hội học tiếng Anh này, vừa có cơ hội giao lưu và kết bạn với những bạn khác nữa. Và đầu tiên ở trong project này đó chính là cuộc thi 30 Day Challenge for All. Đây chính là thử thách trong vòng 30 ngày, và mỗi ngày thì chúng mình sẽ đưa cho các bạn một thử thách khác nhau để các bạn có thể thực hiện và để nâng cao cái khả năng tiếng Anh của mình. Như mọi người có thể thấy ở đây thì mình đã soạn ra 30 challenge, và trong mỗi challenge thì mọi người có thể click vào này, xong rồi điền những cái nội dung mà mình muốn tham gia ở trong cái challenge này là gì. Ví dụ ở đây mình đang để là Hello guys, my name is Như Quỳnh, bởi vì challenge đầu tiên là giới thiệu bản thân mà. Vậy thì khi tham gia challenge này thì các bạn sẽ nhận được gì nhỉ? Rất là nhiều thứ rồi. Đầu tiên thì các bạn sẽ nhận được quà tặng cực khủng đến từ đội ngũ của IELTS Fighter. Tiếp theo thì chúng mình sẽ có những bài chia sẻ về kiến thức hữu ích hàng tuần được update liên tục trên group IELTS Fighter hỗ trợ học tập. Và chúng mình cũng có những cái buổi talk chia sẻ để có thể hiểu mọi người nhiều hơn. Và cuối cùng là mọi người đừng quên là nhận những video và PDF mà chúng mình đã chuẩn bị thông qua email mà các bạn đăng ký nhé. Và trong bản này thì mình cũng đã nốt sẵn đường link đăng ký rồi, cho nên là bạn nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký nhanh thôi. Tiếp theo, ngoài phần challenge thì chúng mình cũng đã bổ sung những cái phần chia sẻ thêm vào để giúp mọi người học tập hiệu quả hơn. Thì trong cái phần kiến thức bổ sung thì đầu tiên chúng mình sẽ có chuỗi IELTS Speaking Vocabulary do Miss Mia sẽ trực tiếp thực hiện. Thì IELTS chuỗi này thì sẽ có 5 topic, và mỗi topic thì sẽ rất là gần gũi với tất cả các bạn khi mà chúng ta học IELTS. Ví dụ như là work and study, hay là về people and relations. Tiếp theo thì chúng mình sẽ có leisure time. Và tiếp theo thì mình sẽ có weather. Và cuối cùng đó chính là health and lifestyle. Thì ở đây mình cũng đã phân những cái bảng ra để cho mọi người xếp loại, phân loại xem là những cái video nào mình đã xem rồi này, và mọi người hãy take note vào này, và hãy nốt ra những cái từ vựng mà mình học được qua những cái video này các bạn nhé. Và ở đây thì chúng mình cũng đã chuẩn bị thêm những phần là phần daily vlog, record lại những cái kinh nghiệm cũng như là những cái kiến thức mà chúng mình đã tích lũy được trong quá trình học IELTS và học tiếng Anh, để giúp cho các bạn có một cái nhìn nó thực tế hơn. Thì mọi người nhớ đừng bỏ qua những phần daily vlog này nha, sẽ lên sóng hàng tuần ở trên group IELTS Fighter hỗ trợ học tập đấy. Tiếp theo không thể thiếu được đó chính là những buổi coffee talk của chúng mình. Thì mình thấy là buổi workshop lần trước chill with IELTS, rất là nhiều bạn thích cái phần phía đằng sau là nói chuyện tiếng Anh với chúng mình, cho nên là chúng mình sẽ mở ra cái buổi coffee talk này để có thể tâm sự với mọi người về tất cả học tiếng Anh, hay là tâm sự tuổi hồng thì chúng mình cũng sẽ ở đấy và tâm sự với mọi người nha. Thì coffee talk này thì dự kiến trong tháng 8 thì chúng mình sẽ tổ chức khoảng 4 buổi, thì mọi người hãy join vào những cái buổi này để tìm kiếm bạn đồng hành với mình trong quá trình học tiếng Anh này và nói chuyện với chúng mình nhé. Và song hành cùng với thử thách 30 ngày thì sẽ là chuỗi bài giảng IELTS Speaking Lessons do Miss Mia trực tiếp thực hiện, sẽ được phát sóng ở trên fanpage của IELTS Fighter. Chuỗi bài giảng lần này thì sẽ có tổng tất cả là 10 bài, sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện từ Speaking Part 1 đến Speaking Part 3, cho nên mọi người nhớ theo dõi nha. Và cuối cùng thì chúng mình sẽ có hẹn với nhau một buổi workshop vào cuối tháng này, mọi người nhớ đón chờ nha. Và đó chính là toàn bộ project của chúng mình trong tháng 8 này, các bạn nhớ đón xem nha. Và sau đây sẽ là thành quả cuối cùng nè. Nếu như mà mọi người thích cái bản Notion này mà mình đã làm thì mọi người comment bây giờ để mình biết, và mình sẽ share cho mọi người nha. Bye bye.